Mỹ Ngọc, em không nhận ra chị hả? Mỹ Ngọc ơi, em không nhận ra chị sao? Hôm trước em còn mời chị tới nhà chơi đó. Bữa nay chị tới, sao em lơ chị vậy? Mỹ Ngọc, hay chị dẫn em ra sân chơi nha. Ngoài sân em coi kìa, nắng đẹp lắm kìa. Hồi nãy chị thấy ở ngoài đó có nhiều hoa đẹp nữa. Chị sẽ hái hoa tặng em chịu không? Hoa thơm lắm luôn á. Mỹ Ngọc, em làm ơn nói chuyện với chị đi mà. Em mà không chịu nói chuyện với chị là chị buồn lắm á. Chị buồn chị sẽ giận, chị giận chị sẽ bỏ đi về. Từ nay chị không thèm tới chơi với em nữa đâu. Mình quê độ quá mà. Mỹ Ngọc không có thèm nói chuyện với mình gì hết. Mình ở đây làm gì không biết nữa. Thôi, mình đi về. Em không chịu nói chuyện với chị mà kéo chị lại làm gì? Chị tủi thân lắm mà. Em để chị đi về đi. Chị đừng có về. Em muốn chị ở lại chơi với em. Ai biểu lâu quá chị mới tới chơi với em chứ. Em chịu nói chuyện với chị rồi nha. Bé này. Chị cảm ơn em. Sệ hai cái má của em rồi nè. Chị đừng có về nha. Ở lại chơi với em luôn nha. Được, chị hứa sẽ không về. Ở lại chơi với em luôn. Nè, dạ. Nếu em ngoan, chị sẽ ở lại chơi với em hoài hoài luôn. Dạ, Mỹ Ngọc ngoan mà. Hay bây giờ chị em mình xuống sân chơi nha. Vậy thì xuống bếp. Xuống bếp đi. Em thích ăn gì chị sẽ nấu cho em ăn. Trời ơi, chị nấu đồ ăn ngon lắm á nha. Siêu ngon, siêu to, siêu khổng lồ, siêu đặc biệt luôn. Cái gì em cũng không chịu. Chơi cũng không chịu, ăn cũng không chịu. Vậy em chịu cái gì? À, hay để chị dạy em hát nha. Hồi đó giờ có ai dạy em hát không? Có, mẹ dạy cho em hát. Vậy hả? Vậy bây giờ em hát cho chị nghe thử trước một bài đi nè. Hát làm quen. Em không nhớ, mẹ em về trời lâu rồi. Em cũng không nhớ bài hát đó luôn. Ôi trời, em nói gì vậy? Mẹ đang ở dưới nhà mà. Nè, nói về trời như vậy là không có nên nha. Là mẹ Thùy Dương của em kìa. Mẹ Thùy Dương đi về trời rồi. Mẹ em nè, đây nè. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.